Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha mọi người. Video này thì Khải sẽ tiếp tục bát thứ hai. Bát thứ hai của Hồng Binh từ cây đao gì nọ nha anh em. Bát thứ hai Hồng Binh từ đao gì nọ. Ôi, cái này sao nóng được ta? Hồng Binh từ đao gì nọ. Ôi, cái này bao hiểm mà. Từ đao gì nọ mà ở bát 1 thì xịt 6 phát liên tiếp rồi nè. Vãi thiệt. Xịt cái kiểu 5 lần xịt chọn gói luôn nè. 5 lần xịt chọn gói không ra một cây vũ khí gì luôn. Lần thứ 6 thì ra được cái chùy thôi. Cái chùy cũng như vứt luôn nè. Giờ lại tiếp tục Hồng Binh. Khải xong rồi Khải chuyển màn hình cho anh em xem. Tầm này Hồng Binh canh vãi rồi. Giờ phải Hồng Binh ra cái nọ mới chơi được nè. Không có nọ thì chịu chết luôn nè. Tối nay công chiến rồi. Tối nay công chiến rồi làm gì làm. Phải có cái nọ rồi đánh công thành anh em. Có nọ xong rồi lên đảo luôn em ơi. Nếu mà ra nọ là lên đảo luôn. Đó. Em thấy gạch xin cái nọ chưa? Cánh may mắn này, cánh may mắn này. Em thấy gạch xin cái nọ chưa? Đó, cánh phúc duyên nha em. Cánh phúc duyên thì nó dính trong người này mới nuốt rồi nha. 1, 2, 3, 4 này. Đó, 350. Một lần hóng sẽ tốn 50 điểm phúc duyên. Ấy, lấy vũ khí à? Để lấy cái vũ khí nha em. Chưa lấy cái nọ. Ừ, lúc cần đao thì ra nó. Lúc cần nó thì nó lại ra chì đụng đồng. Không hiểu sao. À đờ tròn vãi nồi đúng không em? Quyết tâm có nó ra đảo. Rồi ok, đã chì rồi em ơi. Rồi ok. Rồi. Kiếm cái nọ thôi mà chua quá. F8 sắc thạch anh em ơi. Rồi ok. Vô. Hỗn đội vũ khí. Xin cái nỏ. Lên. Thương. Thôi xong rồi, đậu xanh. Thương anh em ơi. Sao nhỏ dữ ta. Xin cái nỏ mà chán vậy. Đây là bắt 2 rồi anh em. Lần này lần thứ 8 rồi. Lần 7 xịt rồi. Lần 7 ra thương rồi. Hết thương ra nỏ. Giữ gì đây. Thôi xong đau. Thua anh em ơi. Không ra cái nó được. Trì thương xong đau. Thôi chán đợi. Xịt sắp mạnh anh em ơi. Xịt. Kiểu này toàn này. Bạn biết mua hiện tại bây giờ thôi. Đi mua thì tên đánh tiếp bắt 3 thôi. Chứ biết sao bây giờ. Thôi chúng ta bắt 3 nè mày. Tiếp tục bắt 3 nha. Ok anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho Khải một like và một chia sẻ để lấy tinh thần động lực tiếp tục lên bắt 3 nè mày. Hồng Binh cố gắng ra cái nọ để cho ạc đường môn mà chán quá nè mày. Cái đường môn Khải thì chưa có nọ nè. Cái nọ này thì Khải chưa ưng lắm. Khải phải hóng cái này ra cái nọ Khải mới xài được. Chịu rồi. To nè. Đúng là thương đau thiệt chứ. Thương đau đến sông đau. Đúng rồi, nói chung là ra vũ khí là cảm giác nó cũng có ok niềm tin hơn ở bắt 1 anh em. Bắt một người mà đánh toàn xịt liên phan. Xịt lần 5 phát không ra cây vũ khí gì hết. Nhiều khi cũng buồn chứ. Đơn giản nó cũng ra cây vũ khí này nọ đi. Thì mình nhìn thấy nó cũng cảm giác hưng phấn một tí nè. Nói chung đúng rồi. Xịt thì nó lên thì cũng đỡ buồn nè. Nhưng mà nó lên vũ khí khác thôi. Ok và bây giờ thì Khải sẽ dừng cái clip bắt 2 ở chỗ đây. Khải sẽ up lên kênh lần sau. Và bây giờ Khải sẽ tiếp tục mua hoa thị tinh và các kiểu đồ Hồng Binh tiếp tục bắt 3 thôi.